Hey, what do you think, Roberta? How do you like my mantra? You like it? Have you memorized it yet? Almost. Almost. I plan to recite it on the next TV recording session, so that when it's broadcasted this year, next year, we actually recite the mantra in the homes for them if they watch it. So you may want to watch it yourself, because your master will be reciting the mantra in your homes. Tôi tính là sẽ đến đài TV tụng cái thần chú này lần sau. Thứ tư tuần này, để khi họ phát thanh ngày thứ bảy hoặc ngày thứ ba tuần sau thì mình sẽ tụng chú cho vào cái nhà của họ, và những người đó nghe sẽ được cái thần chú giúp. You may want to invite your classmates to go to your house and recite as a group. Quý vị có thể muốn mời những người bạn trong chùa đó tới để mà tụng ở nhà. Okay. It's a good practice so that you can organize a assisting, you know, a recitation group. Mình có thể mình bắt đầu dùng cơ hội này để mà tạo một cái nhóm để mà tụng hộ niệm, tụng chung với nhau. Okay. Anyone interested in doing that? Bạn muốn làm như vậy không? No one. Okay. Yeah, sure. You sure can record it somehow. Yeah. We probably record it, make the recording available, at least for the TV recording available. I don't know how much longer, because I plan to resign from the TV program. But that's the last few things I want to do for them. So we actually have a lot of these TV sessions that are on DVD. We have some, I think they uploaded to YouTube or something like that, right? Tom, as far as I know? I'm not sure. It's being uploaded or somewhere, available somewhere. But for our temple, we should have a recitation group so that we can help you help do recitation for you. Chúng ta nên tổ chức cái nhóm hộ niệm để mà giúp cho vị tụng cái chú này. Okay. It's a lot more helpful, you think? Nó có nhiều cái lợi cái vị không thấy được. All right. Anyone has any questions or anything they'd like to discuss, so that we can discharge the last day of the year of the rabbit. Năm ngày cuối cùng, năm con thỏ, năm con mèo. Ai muốn nói gì không? Muốn kể chuyện gì không? Muốn có gì muốn thắc mắc là muốn hỏi gì không? Để mà mình từ giả cái năm cũ, mình chia tay năm cũ, mình chào đón năm mới. Yes. No one? Okay, see, most of you will be working tomorrow phần lớn, and đa số quý vị sẽ làm việc ngày hôm sau, ngày mai, đầu năm. And I want to use the opportunity to wish you a very happy new year. And tôi cũng dùng cái cơ hội này chúc quý vị một năm mới được vui vẻ. Yes, things as you wish, được mọi sự như ý. And I hope this year will be more auspicious for you. Hy vọng năm nay năm mới nó may mắn hơn năm vừa rồi. I hope that you will become more generous and more forgiving. Hy vọng quý vị sẽ rộng lượng hơn và có thể bao dung hơn. Zen for when you cultivate to learn to be more forgiving. Khi mình tu thì mình phải cái tâm người tu, người có đạo đức
thì khi nào cũng tha thứ người ta hết. We just learn to forgive others for their mistakes. Mình phải tha thứ cái lỗi lầm người khác. Okay? Don't look at their mistakes. Thấy cái lỗi lầm người ta thì mình tha thứ. When you see people's mistakes, just accept them. And you know they're suffering enough already. There's no need to compound to the misery. Họ có lỗi, họ đang khổ sở. Họ không biết luôn. Ta đừng cần làm họ khổ sở thêm là cái gì. Okay? That's about forgiveness. We understand it that way. Look at it that way. So it's easier to forgive people when they're in the wrong. Họ sai lầm thì mình tha thứ làm sao? Okay. More important to dwell on the positive and on the virtues. Mình sống với một trong cái sự tốt lành, là cái lương thiện, sống trong cái đạo đức. I will tell you a story, and you take the example of our teacher, the Shakyamuni Buddha. So we có thể dùng cái ví dụ của Đức Phật thầy chúng ta để mà theo noi gương của ta, so that you can follow his example. In prior life, when he was long ago, he was cultivated. Để trước khi mà ngài đến còn tu đó, he was born into the royal family, sinh vào sinh trưởng và cõi hoàng tộc. And he grew up and learned from the best teachers available back then. Thời đó thì còn tự trưởng thành và đi học có những vị thầy nổi tiếng nhất, giỏi nhất của thời đó. And he came back and he succeeded his father into his royal throne. Và sau đó nối ngôi vị của Phật gia. And he decided to rule with virtues. Và ngài mới quyết định tu, ngài quyết định trị quốc một cách rất có đạo đức. He was so virtuous that he taught his people about the precepts and ten good deeds. Và ngài trị dân một cách dạy cho ngài cho dân chúng cái ngũ giới, những cái giới và những cái thập thiện. Okay. So to remind you that the ten good deeds are you will not the three of the the mind, low greed, hatred, stupidity. Ba cái hạnh của cái tâm là không tham, không sân, không si. Here three of the body. Ba cái hành của cái thân là you don't steal, you don't kill, you don't engage in sexual misconduct. Cái thân là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. And four of the mouth, bốn cái hành của cái khẩu, của cái miệng là you will not lie, không nói láo. What are the four? You will not lie. You will not use coarse speech. Không nói láo, không nói dối, không dùng những cái thô ngữ. You will not engage in frivolous speech. Không nói ý ngữ. Ý ngữ là những cái lời nói không có lợi ích gì hết. Nói dạng như nói dèm pha và nói chuyện thị phi, những chuyện không cần, không nên làm. So don't gossip, for example, is frivolous speech. Gossiping and frivolous speech. And finally, no double tongue. Không có lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt có nghĩa là thọc bên này một cái là thọc đâm bên kia một cái. It's not a good thing to do. Những cái người tu hành không nên có những hành động lưỡng thiệt. Okay? So those are the 10 good deeds. Good deeds are you refrain from doing evil, then you are doing good. Thiện tức là mình không làm ác, là thiện. So this king here taught his people about the precepts and the rules of morality and the 10 good deeds. And đức vua này trị dân bằng cách dạy dân chúng bằng cái giới, trị cái giới
và hành cái thập thiện. As a result, the country prospered. Vì như vậy, và nước rất là thịnh vượng. And this is a reminder for all of you that the family prospers, the country prospers because of morality, because of moral, people are virtuous. Nhắc lại cái việc ấy, cái gia đình hoặc là cái tổ quốc nó được thịnh vượng là tại vì nhờ mình sống trong đạo đức. If you're virtuous and you do good things, then good things will happen to you. Nếu quý vị, cái tâm quý vị mà lương thiện, tâm quý vị có đạo đức thì cái chuyện tốt lành xảy ra tới gia đình, những quý vị, cho tổ quốc quý vị. Ok? No two ways about that. On the other hand, if our mind is filled with defiled thing, ngược lại cái tâm chúng ta nó bị không được thanh tịnh, then you attract the yin, the undesirable yin energies to your house. Ngược lại tâm chúng ta không lương thiện thì chúng ta tự động thu hút những cái âm lực mà nó không có tốt tới dưới nhà chúng ta. Okay, you open the door, you invite them in. Khi quý vị có những cái tư tưởng như vậy, có những hành động như vậy, là quý vị đem những cái âm lực, những âm nhớ nó tới cái chỗ ở chúng ta. Okay. So anyway, so the country prospered, and bởi vậy trở về lại câu chuyện thì cái quốc gia, cái nước của nước Phật đó rất là thịnh vượng. And people were so decent, hồi đó dân chúng rất là sống có đạo đức, rất là theo cái quy tắc. And therefore the court system, no one suing each other. Thành ra chuyện xảy ra là hồi đó cái trong cái hệ thống mà pháp luật không ai kiện tụng ai hết. In other words, the countries where there are lots of lawsuits, it's not a good place. Nói ngược lại, những cái chỗ có người ta kiện tụng nhau nhiều. People are contending, people are not honest. Kiện tụng nhau tại người ta tranh giành nhau, tại vì dân chúng người ta lừa gạt nhau, có sự kiện tụng. Okay, so anyway, in this particular king, the king is the king of Benares, by the way. Can you get the name? The king here is the king of Benares. This is in India. Or in Ấn Độ. And so, no one is suing each other. Hồi đó không ai kiện tụng ai. And as a result, the judges were sitting there and they have nothing to do với mấy cái thẩm phán, mấy con tòa, không có chuyện gì làm ấy. They have nothing to do at work. So people were very happy hồi đó. Dân chúng rất là hạnh phúc, rất là thái bình. And so the king, it's not still not happy. Vì vua vẫn chưa thỏa mãn. He says, it must be something else I could do to improve the status of my country. Ngài tự hỏi đấy, phải còn có cái gì đó đó mà tôi phải cần làm nữa để mà tôi làm cái tổ quốc tôi nó tốt hơn, nó hạnh phúc hơn, thái bình hơn. So he asked his officials, nhà vua mới triệu mấy cái thần, mấy quan thần tới hỏi, trọng cần làm gì? What do you think I should be doing? Nhà vua mới hỏi những cái gì, những cái quan đại quan đó, hỏi là trọng cần làm cái gì để mà khiến cái đất nước nó còn thái bình hơn được, nó thịnh vượng hơn được. And his officials, his advisors had nothing to offer. Vì đại thần không biết nói gì hơn nữa, nói tất cả gì họ có biết được rồi, họ nhà vua đã làm rồi. Everything that's virtuous in a virtuous way, the king has been doing already. So the king was still not convinced. Nhà vua nói là Đức Phật cũng không có thỏa mãn.
So he decided to travel incognito. Thằng nhà vua mới quyết định là cải giản, và đi khắp nước mình để mà hỏi, thử ông vua ra sao, có gì ông vua trật chỗ nào để ông vua sửa. So he disguised himself as a lay person, and then he left with his with a charity with striker. And ông vua mới giả dạng là người thường dân, cởi một người đi theo một cái người, một người lái xe thôi, hai người, hai vua với cái tô đi với nhau, đi khắp hết mọi nước hỏi. So he traveled throughout this country to ask what's wrong with the king, what else, you know, what complaints you have about the king. Hỏi thì có ai than phiền gì nhà vua, có gì bất bình nhà vua. And you know, the entire country, no one had anything bad to say about their own king, their own ruler. Mà điều cãi giảm như vậy, hỏi khắp tất cả quốc gia, mà không ai có gì xấu mà than phiền về ông vua. Can you imagine this kind of ruler? Kim Điền says, yeah, that's impossible. There's no such a thing. Obama approval rating is what? In the 40s now, right? How could it be, right? This is the way it used to be. Kim Điền, please take me seriously. This is not a joke. This is a true story, the story of the Buddha. Không phải cứ bị chuyện này nha. This is a true story of the Buddha. He used to be that way. Hồi trước nhà vua như vậy đó. And he, in the old times, people used to believe in virtue. Từ xưa người ta tin vào cuộc sống đạo đức. Okay. And that's why the people were happier, were healthier, and the country, the world was more at peace. Người xưa nhờ cái đạo đức như vậy, thành những cái tổ quốc người ta thanh bình, người ta thịnh vượng và người ta an lạc. And so he throughout his country, Kim Điền now is confused. He said, I have a hard time believing this is possible. Believe, okay, this is actually happened. This is the story of the Buddha. Chuyện này tôi thiệt sự nó xảy ra. Đức Phật đã từng làm như vậy rồi. He used to be this way. He was a king of Benares. Okay? And so he was not satisfied. So he kept on traveling throughout, outside his country. Thì Đức Vua, ông vua, mình không có thỏa mãn. Ông vua quyết định tiếp tục đi ra ngoài khỏi nước của mình để hỏi thử là có cái gì đạo đức hơn mà chúng tôi cần phải học để mà về trị quốc. He went outside his country to learn, to try to find out what else he could do to benefit his country. What else, what are the other kings doing to benefit their own countries, their own people? Đi qua những nước khác để coi hỏi người ta thử là vì vua của họ đó đang làm cái gì để làm lợi cho dân chúng. Okay, look at this. This is how seriously the rulers, the heads of the country, took their responsibility, abilities. Từ xưa, họ những cái vị minh quân, người ta có tinh thần đạo đức như vậy, có trọng đạo đức như vậy, có trọng trách nhiệm của họ như vậy. Now, I hope that maybe Kim Điền doesn't believe in these rulers could be true, but at least you should maintain it at your own family level. Nếu quý vị không tin là có vị vua có thể sống được như vậy, quý vị có thể tự sống với gia đình của mình như vậy. You behave that way towards your own family. Mình sống như vậy đối với gia đình của mình, đối với thân yêu của mình, bạn bè. Okay? Don't wait for a Bahama to change and become a great ruler. Dù cái đời ông vua bây giờ cũng thành một cái vị minh quân, mình tự làm cho gia đình mình trước. That's my advice you for the last day of the year. Là tôi khuyên cái ngày cuối cùng của năm là nhớ chuyện đó. So he traveled throughout India and he found nothing. He could learn. Đi khắp các cũng không học được cái gì thêm mới. And he was so disappointed.
he said, I travel all over India now, and I learned nothing. So he decided to return his country. Thành lúc đó, ông vua, tức vua Phật, thất vọng, mới quyết định trở về lại nước. So his charity was driving him back to his own country. And on a mountain road, thành hai thầy trò vua tô với nhau, đang chở xe ngựa đi về nước mình lại. Thì trên con đường núi, very narrow mountain road. The road is so narrow that only one chariot, one car, one can go through. Cái đường nó hẹp quá, đường núi quá hẹp. Thành chỉ có một chiếc xe đi qua được thôi. It turns out that he ran into another chariot, cũng như gặp một chiếc xe khác. Đi ngược đường, going in the opposite direction. Okay, and guess who the other charioteer is? Cái vị tướng đoán từ cái người mình xe kia là ai? Lưu Trinh, Sư Sĩ. The other charioteer Sư Sĩ. Nhi Xiang Xia. Nhi Xiang Phụ Trạch. Các bạn bị đố dễ sợ. Họ nói cái đường hẹp thì chắc là phải là oan gia trái chủ trong cách nào ai nữa. She says must be the old creditors or the enemies. No, that's wrong. Cái tâm trạng bi đát quá nhỉ. How can you be so pessimistic? This is the end of the year, cuối năm rồi, đúng không? Bi đát thì không được. Okay. The other charioteer happened to be one of another king. Đó là cái xe của ông vua, một con vua khác, cũng đang giải dạng đi với người lái xe của mình để tìm hiểu làm sao mà thành một vị vua tốt hơn. It turns out to be another king who's also disguised himself and went by his own charioteer to go around India to find a way to become a better king. How about that? Thì Kim Điền, you believe me now? Giờ tin tôi, Kim Thầy giờ là Kim Điền. Thì có hai người, it's only one person. There are two people like that in the world. Dễ sợ không? Think about it. Since the road is so narrow, hồi đó, cái đường nó hẹp quá. So, only one, so they have to yield. One chariot has to yield to the other. Thành lúc đó, một xe phải nhường xe kia. So the Buddhist charity says, stop! This is the chariot of the most benevolent king in India. You must see his way. Cái người lái xe của Đức Phật, vua Phật mới nói là đây là xe một vị vua mà người minh quân mà rất là đạo đức ở trong cái nước Ấn Độ này. Nhất trong nước Ấn Độ này. Ông phải ngừng lại để cho vị vua đi qua. You should stop and yield the way to this great king. See, this is what charioteers do. À, tôi nhắc lại cho vị nghe. Đây là việc người lái xe. You get the point? Vị nghe có hiểu không? If you still are not a king yet, if you still at the level of a charioteer, you're supposed to protect the king's reputation. Quý vị mà còn lái xe, quý vị phải bảo vệ cái danh dự của người vua. Ok? Nghe rõ không? Just a broad hint. Nói xa nó gần như vậy thôi. I'm kidding, of course. And guess what? Lo and behold, bỗng nhiên cái người lái xe bên kia trả lời ngay tức. Wait! The charioteer responded and says, no, you're wrong. This is the charioteer of the greatest king of India. You should yield to this great king. Ông kia mới nói là đây là cái xe một vị vua, một vị minh quân mà đạo đức nhất của cái nước Ấn Độ này. Quý ông phải nhường đường cho vị minh quân này. You see, now you have two charioteers who are doing their jobs. Hai cái vị lái xe này đều làm việc mà họ đã phải cần làm. So of course, neither of them agree with each other. Hai người cãi lộn nhau.
So they started explaining. They said, why this my king is the greatest king of India? Họ giảng những biết tại sao ông vua của tôi là một vị minh quân mà có đạo đức nhất của cái xứ nước Ấn Độ này. Okay. And so they compare. Họ bắt đầu kể nhau hai cái gì tài xế cũng kể nhau. Nói là, you know, his king, he's the first born of the royal family. Nói cái gì này là cái vị thái tử, là cái vị con đầu lòng của đức vua cha. You know, the other charities, he me too, my king too. Và khi mà nói, vua tôi cũng như vậy. He says, he learned from the greatest teachers, the most famous teachers in India. Nói cái vị này học hỏi cái kiến thức của ngài từ những cái vị thầy nổi tiếng nhất của nước Ấn Độ. He says, me too, my king is also learned from the best teachers in India. Cũng thấy vua tôi cũng làm như vậy. And he says, this king here is so virtuous. He conquered so many countries. Nó vì vua này giỏi rồi, đánh đâu thắng đấy. Đánh đâu qua nước nào người ta đều bái phục, không cần đánh người ta đã phục. My king doesn't have to defeat the opponents of our army. They surrender when they see our army. Thấy cái lính, lấy cái khuôn của vua là sợ, đầu hàng, không cần, không chảy máu. Okay. My king thôi, my king không thể vua tôi cũng giỏi như vậy. And my king has the most beautiful queen of India. My king too. Hoàng hậu của vua đẹp biết sao đó. Rất là có đạo đức. Hai hoàng hậu đều như vậy. So they keep on comparing each other. So sánh họ. They compare to the point where the age, the family background, their skills, their virtues, the way they rule the country, and they both are of the same level. So sánh hết tất cả. Cái dòng dõi của mình, cái đạo đức của mình, gia phả của mình, cách trị quốc của mình, mà hai người đều giống như giúp nhau. Ok, so none will yield the other. Hai người nhất định cũng nhường lại. What to do? Làm sao bây giờ? Lưu trình,怎么办呢? What would the Chinese do? This is what the Indians they got into a no yielding situation. What would the Chinese do? Người Hoa làm gì bây giờ? Lão sư ơi, có một câu thành ngữ đó. Hội nhân sư anh hùng, 2 người nên trở thành bạn bè, tương trợ lẫn nhau. The Chinese approach is that both are heroes, therefore they should encourage others, should be the best friends. No, that's not the Indian way. Người Ấn Độ cũng được như vậy. Indians disagree. Okay, Indian says someone has to be better. Okay, phải có người hơn nhé. Right? What do you think? Okay, how about you, Caucasians? What would you do? One of you should be big enough to let the other go by. You want the Caucasian says one must be big enough to yield. Okay. Có người da trắng nói là, có người da trắng nói là người Trung Hoa nói á, người Trung Hoa trả lời cho người biết, người Trung Hoa nói á là hai vị vua đều là anh hùng hết, thành họ phải làm bạn nhau, là bạn thân thiết nhất với nhau và nhường và khuyến khích nhau. Thì tôi đã trả lời rằng người Ấn Độ không có đồng ý như vậy, người Ấn Độ phải có người hơn thì mới có bằng nhau được hết. Rồi xong tôi hỏi cái người da trắng thì người ta trả lời sao? Ta nói là một người phải là có đạo đức hơn nhiều người kia. What do you think? What about the rest of you, all the nationalities? What do you think? Những người quốc gia khác nghĩ sao? Yes. What do Swiss people think? How about if they just traded carts? Because they're just going opposite directions. They just switch carts. They can take the other person's cart. Ông nào ông kiếm chịu, ông nói là tại sao mình đổi xe đi, phải đổi xe đi. Then the road is meant very narrow. They cannot turn the car around. Okay, it doesn't work. Thầy chế ra, ông này chế, thầy cũng chế luôn. Thầy nói là cái đường nó hẹp quá, không thể nào xoay cái xe lại được đấy. Okay, anyone else? Has a better idea? Yes.
The Vietnamese has nothing to offer. Việt Nam không có gì nói hết. Too bad they didn't have AK-47. Finally, they could not agree. Hai bên không ai chịu nhường. And finally, the kings wouldn't say anything, of course. Hai vị vua không nói gì. You remember, all these exchanges is between the two drivers. The kings are way too virtuous. They would never compare themselves. They never talk about themselves. Thì vua im lặng không nói một tiếng, ngồi nghe, đứng nghe, ngồi nghe hai người tài xế mình nói chuyện với nhau thôi, hoàn toàn không can thiệp. They wouldn't even meddle into the conversation. So finally, the two drivers, okay, you know who those two drivers are? Sau này quý vị biết hai người tài xế là ai biết không? Would you like to know? The drivers of the two kings, you know who they are? Quý vị biết là ai không? I'm going to throw names at you. I'm going to mention names for you, for your sake. Okay? Tôi quen lớn, nói cái gì nghe. One driver is Mahamogaliayana. Cái vị mà lái xe của cái vua kia là Ngài Mokrilya. Okay? And the driver of the Buddha is what? Cái người lái xe của Phật là quý vị là ai? Xá Lợi Phật. Now you know why Mahamogaliayana and Shariputra is always equal. Later on, when they together the Buddha, they about equal the same level. Hồi xưa họ đã bằng nhau như vậy, sau khi mà họ tới làm đại đệ tử của Phật, họ cũng bằng, cũng đồng trình độ với nhau. Mình dễ sợ. This is just a small world. So Shariputra was a driver for the Buddha king, and Mahamogaliayana was the driver of the other king. You know what the other king is? Biết cái vua kia là ai không? Mô ở Mũ Chiên Điện is Mahamogaliayana, and Sơ Ly Phủ is the other. Okay. What is the other king? Cái vua kia là ai biết không? It's Ananda. Cái vua kia là Ngài Ananda. Dễ sợ không? Ananda. No, four personalities are the four biggest guys in the kingdom. Okay. Didn't I say one needs to you? Huh? Or didn't I say they need to you? Who said? I said they need to you. One of them needs to you. But the king would not get involved. He's above that. He's not going to say anything. It's the driver who wants the other guy to yield. The king doesn't want to get yield. He's too virtuous to ask someone to yield to him. The drivers are not. See, the driver are doing their jobs. The kings has remained silent. Both of them remain silent. Both Ananda and the Buddha said. What to do now? Làm sao bây giờ? So, remember, the Ananda was the king of Kosala. And the Buddha is king of Benares, right? They're two different Indian countries. So đó là hai cái nước Ấn Độ khác nhau mà nổi tiếng. So they finally, the two drivers said, "I tell you what. Okay, we talked about our bosses." Họ nói với nhau, họ nói bây giờ mình so sánh sếp của mình rồi, ông chủ của mình rồi. Okay. Why don't you tell me the reason why I should yield to your king? We should yield to your king. Họ mới nói bây giờ mình so sánh vua chúa của mình rồi. Bây giờ ông nói cho tôi cái lý do tại sao? Tức là bây giờ, in other words, now they are debating between, there's a big debate going on between the two drivers. Bây giờ hai người tài xế đấu với nhau, right? He says, name a reason why I should yield to be working. Nói là, ông nêu tôi một lý do tại sao tôi phải nhường cho chúng tôi, phải nhường cho Chúa. Okay, that's the only thing left. Okay, now it all rests on the drivers. Bởi vậy tất cả đều trông cậy vào hai người tài xế. Okay,
thế thì một kỷ niệm tài xế nói. He says that, and I will quote the English verses. Tôi đọc cái phần tiếng Anh cho tôi bị coi. Rough to the rough. Người ta mà thô bảo thì tôi thô bảo. My king, the mile with mindless ways. Người ta mà hiền lành tôi hiền lành, vô tôi hiền lành. He masters the good by the goodness. Ngài thu phục cái người tốt với cái thiện. And the bad with badness. Thì cái người ác thì sẽ bắt trả với cái ác. Give place, O driver, such are this monarch's ways. Nói là nhường đường cho Chúa tôi đi. Đây là cái đạo đức hành của Chúa tôi. You get that? Okay. He says, rough to the rough, meaning that if you're rough, then he treats you roughly. If you're mild, he treats you mild. Okay. If you're good, he treats you goodness. And if you're bad, he treats you badness. Got that? Think of Toma. So yield the way to my monarch. Okay? You got it? Okay. So what's the Buddha's guide? What does Shariputra have to say? Ngài Sariputra trả lời ra. The driver. What do he say? Ngài Sariputra trả lời như vậy. He says, my king, he conquers wrath by mildness. Chúa của tôi thì khi mà ta nhận thì chinh phục bằng cái nhiều nhạc. Wrath, anger with mildness, he conquers it. The bad with goodness sways. Cái người mà ác thì dùng cái lương thiện mà chiếm phục người ta. By gifts, the miser vanquishes and lies with truth repays. Meaning that if you are miserly, he gives to you. And if you are deceitful, he tells the truth. He's truthful to you. Give place, O driver, such are these monarch's ways. Nhường chỗ cho Chúa tôi đi. Okay? And because of that, the Mahamogalyana driver yielded the way to Shariputra driver and the Buddha to go through first. And they became the best of friends later on. When you mean you vice. Anh ta khi bên cái ông vua mà Kosala ta sẽ nhường cho cái vua Đức Phật để đi qua, và sau là hai người thành cái bạn rất là thân thiết. Ok, so that's the end of my story. Đó câu chuyện tôi đến là kết thúc. Anyone have any questions? Ai có thắc mắc gì không? You like the story? Does it make sense or not? Thì vì đồng ý là không đồng ý. You're not impressed with this story. Vì mình thích câu chuyện này. You don't believe in such a people can exist. Mình tin người ta có thể có những cái đạo đức như vậy được. Right? Okay, that's all I got. It's still born and all day, all over the world. Yes. We just have to live by our principles. Mình sống với cái chủ, với là trường của chúng ta.
you cannot allow the externals to affect your behavior. Không nên để cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng đến hành động chúng ta. If it's the right thing, then do. The Chinese are the same. If it's the way, then get closer. Người Trung Hoa có cái câu. Thế nhưng mà nếu mà tránh đạo thì tiến tới. If it's improper way, back off. Nếu như mà nó tà đạo thì rút lui, đừng đi vào. That's all there is to. It's that simple. Nó giảm gì như vậy? Don't think too much. Nếu mà suy nghĩ nhiều quá, if your gut feeling tells you, tại vì because you have your piece of substance, quý vị có cái bản thể của cái giới tánh, giới thể có sẵn trong người. You have your precepts, you have the precepts of the five precepts or the Buddhist substance. Quý vị dạy những vị, quý vị quy những cái người mà quy với người thọ giới thì quý vị có cái giới thể của cái người Phật tử, có cái giới thể của cái người giới. Và quý vị biết cái thiền ở trong, so deep down inside of you, you know what's good and bad. You know, your gut feeling knows, your instinct knows. Cái tâm quý vị biết rồi. Okay? You know that. So, the proper way is that, you know, you gut feeling tells you it's the right thing to do. Cái tâm mình biết là nên làm, không nên làm. You have to learn to listen. And don't be influenced by the temporary short-term gains or short-term losses. Đừng có để cái thiệt thòi hoặc là cái lợi ích tạm thời nó làm cho mình mất cái lập trường của mình. It make us forget about what we stand for, what our life is about. Đừng quên cái lập trường, quên cái ý nghĩa cuộc đời của mình, okay. Cái chủ trương của mình. All right. So we stop here then. Chúng ta ngừng ở ngày đây. Well, it's still early, so we should do the lunch ceremony. Còn sớm, chắc mình phải làm lễ cúng ổn tí. Okay, we do the transference and then we do the lunch ceremony. Mình sẽ hồi hướng công đức, xong rồi cúng ổn lại.